chào các anh chị và các bạn tiếp tục trở lại với kênh YouTube của mình về cuộc sống của người Việt ở tại thành phố Atlanta. Cũng có một số bạn hỏi mình đó, người Việt ở đây bây giờ đó đông không, có khoảng bao nhiêu? Thì mình tìm hiểu á, có khoảng 85.000 người Việt Nam mình ở tại tiểu bang Georgia này. Cái con số này không phải là bây giờ nha, cái con số này mình được biết cách đây là cũng vài năm rồi đó. Và có khoảng chừng 30 mấy đến 40 ngàn người Việt mình sống ở tại xung quanh thành phố Atlanta này. Và phần còn lại thì sống ở khắp nơi trên tiểu bang này. Và đặc biệt là ở phía bắc của thành phố Atlanta này bây giờ có thể nói là người Việt mình gọi là đông nhất ở đây. Cho nên bây giờ ở đây có thể hình thành những cái khu ăn uống, rồi những khu chợ cũng như là những cái khu vực nhà có đông người Việt Nam mình sống ở đây. Tuy rằng thì không được như không có giống như ở bên tiểu bang California hay là ở bên tiểu bang Texas, nhưng mà ở đây bây giờ mình thấy hình thành nó càng ngày càng đông, có những cái khu mình gọi là xóm luôn á, xóm nhà người Việt Nam mình luôn, nhiều lắm, thấy cũng đông vui lắm. Thì hôm nay chạy chơi chia sẻ để các anh chị các bạn xem cho biết ha, cái những cái khu nhà Việt Nam mình ở đây đông cỡ nào ra sao nha. Giờ này 7 giờ rưỡi tối rồi nha. Nhưng mà ở đây tháng này 7 giờ rưỡi mặt trời cũng vẫn còn mọc. Khoảng sau 8 giờ mặt trời mới lặn nha. Nên mình nhìn thấy tưởng như là ban ngày. Và thời tiết mấy hôm nay ở đây đó khoảng 98 độ F là cao nhất, khoảng 36 độ C. Được xem là nóng nhất trong cái mùa hè ở tại thành phố này. Tuyến đường mình đang chạy là tuyến đường O North Cross. Tuyến đường này thuộc khu vực City của North Cross, nằm cách chợ Việt Nam trước giờ mình thường hay chia sẻ khoảng chừng 10 phút rồi. Đi thẳng tới thì cũng gặp chợ Việt Nam, mà đi ngược lại cũng gặp chợ Việt Nam luôn. Nên khu này được xem là khá đông vui ở đây. Những cái con đường mình ghé vào đây là toàn là, gọi là có nhiều người Việt Nam mình có nhà ở đây. Đi vòng vòng ở những cái con đường này mà mình đi bộ ở bên ngoài vào những buổi chiều, có thể là mình nghe được cái mùi đồ ăn của Việt Nam mình, mùi cá kho, mùi canh này, mùi bún mắm rồi ha. Tại vì người Việt mình thì ăn những cái món này đó, thì nếu mà mình nấu nướng đi ở bên ngoài mình sẽ nghe được cái mùi, thì mình biết là nhà nào là của người về Việt Nam mình ha. Khu này thì cũng có khá đông người Việt mình sống, thấy xe cộ thì mỗi nhà đậu thấy là 3-4 chiếc, có nhà thì đậu luôn cả ở ngoài đường luôn nữa. Vào những buổi chiều thì cũng có nhiều người đi tới đi lui tập thể dục, nên nói chung là cũng vui. Chứ đôi khi mà mình sang Mỹ định cư mà sống ở những tiểu bang ít người Việt, hoặc là ở những thành phố nhỏ đi xa ra ngoài đó, thì nó sẽ không có được cái cảnh mà đông vui là như vậy. Nó rất là vắng lặng thì là nó buồn hơn. Chỉ có những tiểu bang có đông người Việt thì mình mới có những cái khu nhà, những cái khu xóm như vậy thôi. Nhà cửa nói chung là bây giờ thì cái giá nó cũng đã là lên nhiều lắm nha. Ở những cái khu như thế này đó thì trước đây đó, mà nói trước đây 15 năm về trước, 20 năm về trước á, những cái nhà nho nhỏ nó chỉ có hơn 100.000 đô thôi. Nhưng mà bây giờ ở thời điểm này đó, nhà 3 phòng ngủ ở đây nó gần cả 400.000 đô rồi, mặc dầu là nhà cũ nha. Có thể nói là do nhiều người thì tìm đến sinh sống đó, và cũng như dân thì mỗi ngày đông, cho nên nói chung là các thứ thì nó đều lên hết. Ngày xưa đó thì nhà hơn 100.000 thì lúc đó mình đi làm hãng xưởng lao động thì 8-9 đồng, 9-10 đồng giờ. Nhưng mà bây giờ đó thì nhiều người làm cả 17, 18 đồng một giờ, nhưng mà cũng vẫn khó mua nhà. Bởi vì nhà thì nó cũng lại là tăng giá lên.
Và cũng như bây giờ đó thì cái lãi suất để mình mua nhà đó nó cũng tương đối cao hơn so với mỗi năm. Nên qua đây làm lao động hạn xưởng đó, thì nói chung là phải mất một khoảng thời gian dài dành dụm dữ lắm đó, thì mới có thể mua được nhà. Thì cũng nhiều người thì cũng thích tiểu bang này thì cũng có lý do. Tại vì do cái giá nhà đó thì nó cũng nằm cái tầm trung bình thì khoảng chừng 370 380 ngàn á, thì mình cũng kiếm được căn nhà thường thường. Cho nên thì như cái giá nhà như vậy thì cái công việc của mình làm nó thường á, thì nó gọi là cái cơ hội mình sở hữu nhà nó cũng vẫn có. Chứ nếu như mình sống ở những cái tiểu bang mà đời sống quá cao đó mà làm lương thấp á, thì gọi là không có dám mơ tới để mua nhà. Khu này thì khu sang hơn chút xíu, khu này khoảng trên 500.000 đô. Thấy cũng có nhiều người Việt Nam mình sống ở trong khu này. Rồi sẵn ghé ăn vòng để anh em xem chơi luôn cho biết. Ở nhà trên 500.000 thì mình thấy là có khác ha. Rồi sẽ chạy dài dài đi ghé thêm những cái khu nhà lân cận nữa để mình xem chơi. Tại vì trên cái tuyến đường này thì có nhiều khu nhà khác nhau. Nhà mới thì ít nha, tại vì do những khu này lâu đời đấy. Thì bây giờ cái đất trống để người ta xây nhà mới nữa thì không còn. Nhà cũ là nhiều thôi. Nếu mà muốn kiếm nhà mới phải đi ra những cái CD đi xa ra ngoài một chút xíu. Nhưng mà giá nhà ở đây thì cũng dễ để mình lựa chọn. Từ gần gần 400 ngàn, trên 400 ngàn, rồi trên khoảng 500 ngàn đô thì kiếm giá nào cũng có hết. À, tại vì ngày xưa đó thì người Việt Nam mình đó mới sang Mỹ định cư đó thì lúc đó chỉ biết tiểu bang ở bên California thôi đó, cho nên phần lớn thì cứ tập trung ở bên đó. Người ta ngại đi về những cái tiểu bang khác lắm, không biết cái cuộc sống đời sống nó như thế nào. Nhưng mà ngày nay bây giờ đó là do ở bên Cali đời sống nó quá cao, và cũng như bây giờ thì cũng có nhiều người quen biết sống ở những tiểu bang khác thì người ta bắt đầu đi tới đi lui và tìm hiểu, và bây giờ thì người ta cũng đi về các cái tiểu bang mà trước đây không dám đi, giờ nhiều lắm. Bây giờ hầu như là cả 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ này đó thì bây giờ đều có người Việt Nam mình sinh sống hết, ít và nhiều thôi. Có những tiểu bang trước đây thì rất là ít nhưng mà bây giờ thì lại nhiều, về rồi mở chợ mở nhà hàng làm tiệm nail. À, khu này mình ghé vô khu nhà trệt. Nhà trệt ở đây những căn gì 3 phòng ngủ thôi, bây giờ nó cái giá nó cũng có những căn nó cũng gần cả 400.000 đô luôn á. À, mình cũng có nghe nhiều người lớn tuổi nói đó, bây giờ đó nhà có lầu đó, lớn tuổi thì đi lên đi xuống thì nó hơi bất tiện, cho nên là rồi con cái thì đi làm hết, cho nên nhiều người bán đi những căn nhà lớn tìm vào những căn nhà nhỏ như vậy. Mà nhà nhỏ ở đây như vậy đó người ta không có xây mới nữa nha, bây giờ người ta chỉ xây nhà có lầu thôi. Cho nên thì ai mà sở hữu những cái căn nhà chợt gì đó, thì bây giờ thì được xem là cái giá là ngon lắm, giá lên cao. Có nhiều người đi tìm kiếm những căn như vậy đó, mà cũng không ai bán hết nha, rất là hiếm. Nó mình thấy thì nếu mà lớn tuổi có những căn như vậy thì ở thì nó cũng vừa phải, gọn gàng, sân cỏ thì cũng nhiều. Tại vì những cái khu như vậy đó thì nó cũng được xem là vui, nhà cửa thì cũng san sát với nhau. Buổi chiều mình thấy không có nhiều người cũng đi ra sân nè, đi tưới nước thì đi trồng bông rồi nè. Ở anh Mỹ mà ở những xóm như vậy thì cũng được xem là vui rồi. À, thì nhiều người nói chung là thì Việt Nam này cuộc sống nó ồn ào nó náo nhiệt nó quen, mới qua Mỹ thì sống ở những thành phố nhỏ ở những vùng xa đó thì không có gặp ai hết, thì nói chung ra thì ai cũng vậy thôi, cái tâm lý mà. Thì cái chuyện trước tiên sẽ thấy là nó buồn là chuyện chắc rồi.
Còn nếu như người nào mà có được người thân quen đó thì sống ở những tiểu bang có đông người Việt và sống ở những khu Việt Nam đó, thì nó vui. Khi mà những ngày đầu mới sang đó, thì nó sẽ không có bị gọi là cái tâm lý đó, không bị sốc nhiều. À, những khu nhà mình mới chạy ngang đó, thì chạy ra đây chút xíu thôi, chưa được 10 phút nữa, trong khoảng 10 phút thôi. Thì có những cái khu cửa hàng ăn uống luôn nè, cũng nằm ở đây thôi. Cho nên thì nó cũng rất là thuận tiện, những cái khu vực này đó đi ăn đi uống nhà đồ Việt Nam cũng gần nè, nhà trong xóm này cũng có nhiều người Việt Nam mình thì cũng đông vui, và cũng như cái khu vực này á mình cũng rất là tiện để đi chợ, đi bác sĩ, đi làm nail cũng tiện, đi làm hãng xưởng cũng tiện luôn. À, khu này thì có chơi bowling cũng như có nhà hàng lẩu băng chuyền của người Việt Nam mình ở đây, cho nên giờ này có cũng khá đông người tới nè, nhà hàng Thái nữa. Và đặc biệt thì ở phía bắc của thành phố này là chỉ có cái khu vực này được xem là đông vui nhất thôi nha, chứ những cái khu khác thì chỉ là chợ với nhà hàng ăn uống thôi, còn khu này thì tập trung nhiều hơn, với còn mới nữa, mình nhìn thấy rất là sáng sủa. Thì bây giờ ở phía bắc của thành phố Atlanta này thì người Việt mình nhiều nhất, rồi sau đó mới tới là phía nam. Rồi còn lại các hướng khác thì chỉ là nhà ở thôi. Ở phía Bắc này bây giờ tập trung cũng được xem như đủ hết trơn rồi, không còn thiếu gì nữa hết. Này tiệm bánh mì cũng mới mở cửa khoảng thời gian gần đây thôi, Paris bánh mì. À, phía trước thì có một cái nhà hàng Ai Lớp Phở gọi là lâu đời nhất ở trong khu này. Khu này ngày xưa lúc mà mới thành lập á, mới mở đó, thì chỉ có nhà hàng Ai Lớp Phở này thôi. Rồi sau đó nhiều năm mới có nhiều cái cửa hàng khác nhảy vô như ngày hôm nay. À, phía bên kia cũng có thêm một cái building nữa. Ở đây thì cũng là văn phòng luật sư nè. Rồi cũng kia có một cái văn phòng bác sĩ cũng của người Việt Nam mình luôn, khám bệnh rồi sau đó là bán thuốc. À, phòng massage. À, từ đây thì mình chạy lại chợ Việt Nam, chợ Hồng Kông chắc khoảng cỡ chừng 10 phút, cũng như là các chợ Việt Nam khác thì cũng khoảng 10 phút, hơn 10 phút thôi. Cũng như xung quanh đây thì cũng có rất là nhiều khu chợ của người Hoa, người Hàn Quốc, cho nên có thể nói thì khu này gọi là khu châu Á ở đây đó. Và con số người Việt Nam mình thấy thì về cái khu này sống mình thấy là mỗi ngày là mỗi một nhiều, cũng như là ở các tiểu bang khác về đây. Và cũng như người Việt Nam mình qua đây định cư, người thân bảo lãnh qua đó, mình thấy ở đây qua đây thì cũng mỗi một ngày mỗi một nhiều, nên trong tương lai thì mình nghĩ rằng chắc cũng khoảng không xa lắm đâu, thì ở đây thì nó cũng sẽ giống giống như ở bên Cali thôi. Cali thì bây giờ người Việt Nam mình gần cả 2 triệu người rồi, thì cho nên gọi là quá đông rồi. Mà trong khi mình ở đây thì con số 85.000 người này thì thống kê của những năm trước thôi, chứ còn nếu mà bây giờ thì mình nghĩ rằng chắc có lẽ là chắc cũng có cỡ cả 100.000 người rồi đó. Tại vì có đôi khi thì nhiều người sống thì mình thấy là ở những tiểu bang miền Bắc thực sự
cuộc sống cũng tốt chứ không phải là không. Nhưng mà thông thường miền Bắc á, thì đồng nghĩa với là cái khí hậu là nó lạnh, tiết rơi, cho nên cũng như cái mùa hè nó quá ngắn. Mình để ở trên đó thì tuổi trẻ thì coi như còn gọi là sống được, không muốn đi. Chứ nhưng mà ở những người mà lớn tuổi đó thì chịu không nổi. Những người lớn tuổi thì hay tìm về những cái tiểu bang nắng nóng nhiều, không có tiết rơi. À, nhất là những người Việt mình thì mà khi mới sang Mỹ định cư thì khi mà mùa đông lạnh ai cũng đều sợ hết. Cho nên có một số người thì người thân bảo lãnh qua thì sống ở những vùng lạnh được thời gian thôi. Thì sau đó khi mà có được đầy đủ hết các thứ thì cũng tìm về những tiểu bang khác sống. Thì mình thấy là cũng nhiều. Chút ít hình ảnh về cuộc sống của người Việt mình ở tại thành phố Atlanta ha, gửi tất cả các anh chị các bạn xem để biết, xem giải trí. Mình cũng xin tạm dừng video chia sẻ ngày hôm nay lại ở đây nha. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ ở những video kế tiếp nữa.